Đa số là nương vào cái quay lưng của Tam Bảo. Đa số như sắp nói về cái gia thể rồi, cái sắp tóc một đoạn gì lão to này lão kia đó là con xin lãnh lễ Phật này Phật kia nhờ gì đó đại khái á. Thường nó nương vào cái lực của Tam Bảo để cho Tam Bảo cái gì cái tâm từ bi ngày sắp tác duyên từ từ để hóa giải cái tội lỗi đó mình. Tức là mình phải có hiểu thật sự Tam Bảo, cái năng lực Tam Bảo làm sao là ngày dẫn chuyển làm sao để cái tội mình nó tiêu diệt. Chứ ngài không phải là một thượng đế, ngài nói cái tội này phải mất là mất không có. À, hoàng gia trái chủ trái đò thì nó ăn đòi, nó không có giờ tha mình hết trơn á. Cái chân lý nó vận hành, nó không có sợ Phật. À, ví dụ như cô lỡ giết một người nào đó, bây giờ họ tới, họ giết cô á. Ông Phật đối với họ vô giá trị, bọn Phật không có xen vào nhân quả của cô được. Thấy không? Vậy mình phải hiểu Đức Phật rồi, Đức Phật bằng cách nào à, mà Đức Phật xen vào dòng nhân quả của mình thì làm tội nghiệp của mình được tiêu diệt. À, thành cái đó cái gì phải học. Giỏi gì học về cái lực của Đức Phật. À, về cái tà minh của Đức Phật, về cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật, ngài làm cái gì để cho người đó xả cái tâm đó ra. Cô quan gia nói vũ với ai thì chỉ có người đó xả là cô mới thoát thôi à, mà người đó không xả là cô cũng chết. Cô nhớ hồi đạo quốc sư không? À, 7 đời là quốc sư, đời cuối cùng á là bị duyên thố quá thành vẻ, ngài đâu có tha đâu. 7 đời tu hành đàng hoàng phải không, chỉ giờ cứ khởi một cái niệm tâm tham nhiều về cái tấm bồ đoàn thôi. Ngồi tắm ngồi là tử y cái bộ đồ của đứa vua tâm tham mà thấy mình nổi danh phải không, ngon lắm là do tâm tham khuyết đức sức hãm là bắt đầu là duyên thố, kiếp trước là giết duyên thố mà tố là một quá thành luồng ánh sáng xét vô thành một đã một người, ai là người quá giải được là vị một vị tôn giả là ca gì đó, ca gì tôi quên rồi, nam a la hay gì quên rồi, ông tôn giả đó ổng dùng cái công đức của ổng để ông giải nghiệp cho duyên thố. Ông lấy cái nước từ bi trong giải nghiệp thì duyên thố nhờ cái nước cái tâm đó duyên thố thoát được cái nghiệp đau khổ đi thì ngài mới hiện lên, do không đức công giả ta hưởng được đức công giả ta thoát cái này cho ta tha cho mày, thì ngài qua đạo sư mới hết bệnh. Thấy không, chỉ có quan gia cái chỗ nó xả thôi, mà xả ra bằng cách nào là tại vì nó mang ơn một người khác, người khác đã giải quyết cái đau khổ rồi, người khác khuyên nó thờ cái quan gia gì thôi à, người đã bao nhiêu cái khổ của người ta dùng công đức ta phụ trợ cho người thoát khỏi, bây giờ người muốn trả cái ơn của ta cho người tha rồi đó đi. Thấy không? Thì anh ta thấy không? À, nếu mà nếu mà ông duyên thố mà không tha thì ông này có mang một kẻ suốt đời à. Thấy không? Thành ra thì nó quan gia đó chủ á thì chỉ có quan gia nó mở thôi. Tại sao cuộc đời của vậy bị người này làm khổ, bị người kia làm khổ là cái quan gia nó cột của vậy. Thấy không? Thấy không? Thành thử ra muốn tránh được quan gia mà mình không có đủ lực để mở cái mối buộc đó, nếu mình biết nhân quả mình thiếu người đó nợ gì mình trả cho đầy đủ thì người ta sẽ buông ra, người ta lãnh đủ cái tiền bồi thường rồi thì người ta sẽ tha mình. Với mình đó giờ tôi sao tôi khổ về cái người đó quá, đi gặp người đó sao tôi cứ bị cái này bị cái kia hoài, quan gia của mình mà nó tới nó đòi mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi nó đòi. Vậy bây giờ mình được cái minh như Đức Phật đi, mình nhìn vô à ông này hồi xưa là thiếu mạng nè, thiếu tiền nè, thiếu về nói dốc nói láo cho người ta đau khổ nè, giờ mình đã lại mấy cái đó hết. Thấy không, mình đã cái tiền bồi thường cho nó cái năm đặt cái đó, mình đã cái tiền bồi thường đó mình còn cho tặng thêm nữa. Thấy không? Thì nó lãnh hết rồi, thì nó đủ rồi, thì nó không có đòi nữa, tự nhiên nó buông. Thấy không? Nhưng mà tại vì mình không biết thì mình mắc nợ, mắc dính nó cái nào, nhiều khi mình dính nó tiền, mình cứ trả bằng cái khác. Thấy không? Bằng cái khác thì nó đâu có nhận đâu. Nó có nhận thành ra bị dính hoài, thành như chức tập thì biết. Thành ra trong tất cả những pháp sám hối là nương vào Phật và Pháp và Tăng. Mình đem cái tâm cầu thỉnh, thì Phật mở tâm, mình mới nhìn là cái quan gia đó chủ của mình. À, nó bị cái quan cái nào mà nó theo nó đòi mình. Ngài dùng cái 18 pháp bất cộng của ngài, ngài dùng vô lượng dạng đức của ngài, ngài đem cái tắc pháp đó ngài tác vô cái người đó để giải trừ những cái đó cho họ. À, sau khi họ hưởng đầy đủ những cái đó thì ngài mới khuyên à, thôi giờ ông đã có những cái gì ông nữa kia thôi giờ thả đi buông đi. Thì ngài dùng công đức của ngài để ngài tạm thời ngài để mà nghĩa là làm cho người kia xả cái tâm quan tái đó với mình. À, thành ra xả nó tái mình mới hết. Bởi lực nhân quả nó nói là nó dính vào dòng nhân quả thì nó dính vào nhân, nó dính vào quả và dính vào duyên. À, cái nhân của họ là họ đòi nợ mình, nhưng bao duyên khác họ tác vô, bao nhiêu đức Phật bao nhiêu khác nó tác vô, thành ra cái duyên này nó thành trở thành ra một cái khác. À, thành ra mình có thể mình mất được. Thành ra bốn cái nguyên tố là cảm thấy tội lỗi, cảm cái đó là cái điều tội lỗi thì mình mới sám hối.
rồi mình không thấy tội lỗi thì sám hối, sám hối mình đâm mà đâu mắc cỡ đâu mà sám hối. Để phát tâm tàm quý, tàm tức là gì, là mắc cỡ đối với chính mình. Mình làm động đó mình cảm thấy nó hổ thẹn, không ai biết nhưng mà tự nhiên mình thấy hổ thẹn. Và quý là mắc cỡ đối với người khác, người ngoài. Có hai cái tâm đó đó, thì mình mới chịu xả tội. Thứ ba đó, là phải biết là nương tựa vào một cái pháp nào mà nó có năng lực để làm nó làm đó là tiêu hóa cái tội của mình. Bằng pháp nào năng lực, cái pháp mà năng lực nhiều nhất không gì hơn là Tam Bảo, hoặc là nhờ pháp, hoặc là nhờ Phật, hoặc là nhờ Tăng. Thành nói gì ở đây nè, người nào bị cái khổ nào đó mà năng lực mình không đủ trí tuệ, cái minh mình vẫn còn, mình chưa biết cái mối nào để mình gỡ đó, thì cứ nương nhờ Tam Bảo. Tại vì ngày có pháp ngoại mà, thì ngày mở cái minh ngày ra ngày thấy, thì ngày giải quyết cho mình. Ngày tác rất là tốt. Có thể là chậm hay là mau, là tùy theo là cái nhân duyên ngày tác để mà mở cái đó là được gần hay được cạn, là tùy theo cái nhân duyên mình đối với người đó. Và cái thứ tâm thứ ba mà đồng tội nhóm tiêu diệt á, thứ ba là phải nhớ là có duyên thường thường cái tâm thứ tư này, cái yếu tố thứ tư này bây giờ không có, là cương quyết từ đời về sau không làm tội đó nữa. Bây giờ có cái tâm đó thì tội nó mới hết luôn, thấy không? Nó dốc một lần xin Phật rồi vì sao nó dốc tiếp, cứ nói hoài vậy thì tội nó không bao giờ nó mất được. Đó là cái tâm thực sự bản thể không thấy cái đó là hổ thẹn, thấy không? Có hổ thẹn đâu dám nó mở miệng nó nữa, thấy không? Thành thử ra là riết rồi nó chai lì luôn, thấy không? Thành thử ra phải có cái tâm là từ đây thì sao cái tội đó con không làm nữa, thì sẵn cái đó là đủ cái bốn cái lực đó, tại tạng nó đủ bốn cái lực đó thì tội sẽ tiêu diệt. Ngài Thiên Thai Đại Sư á, Ngài Thiên Thai Đại Sư đặt ra 12 cái kia nhiều quá tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ là tạng có 4 cái dễ hơn. Là trong kia nó phải biết nhân quả, rồi phải biết thêm nhiều cái nữa. Bây giờ đó, bây giờ mình nói rằng là bây giờ là, nhưng mà bây giờ tôi nói lại là cái sám hối á, nhắc thẳng có nói sám hối, tôi nhắc lại sám hối chút xíu. Sám hối của nó là mục đích mà chư Phật đặt ra sám hối á, trong cái những cái nghi thức. Hồi xưa chư Phật, trong kinh chư Phật đã dạy sám hối rồi chứ không phải sau này người đời đặt đâu. Chẳng hạn như cái sám hối về Hồng Danh Bụi Sám á, là lấy một cái kinh điển nói về cái công đức của 53 vị Phật có năng lực giải nghiệp chúng sanh, và lấy một kinh điển khác nói về công đức thêm mười mấy vị Phật nữa. Và chư Tổ mới kết hợp cái đó, nó theo kinh á, nó mới viết ra thành ra cái gì có 81 vị Phật. Vì đảnh lễ mà xin sám hối, đó là lấy thập kinh mà tổ nó sắp xếp lại thành một nghi thức sám hối. Thành thử ra là sám hối không phải người ta đặt ra, mà người ta là căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà người ta viết thêm chẳng hạn, người ta viết thêm tội này tội kia cho mình hiểu. Chẳng hạn như thủy sám hay gì, nó viết thêm là tội có 3 số, tội có 2 số, tội có 1 số, vậy nó chiều đồng dọc. Giờ tới giờ này, bởi vì đọc, là bởi vì đồng đọc trường này là tập TVT sám nhiều lắm rồi, phải không? Bữa nào hỏi cái tội hai số tội đó, cái đó là cái gì vậy, không biết. Tội có năm số cái đó là cái gì, không biết. Trời ơi, đọc cái tội mà không biết cái tội là cái gì nữa là sao, sám hối rồi không biết cái đó là làm cái gì nữa là sám hối cái gì. Thành ra nếu mà học từ gì sám được á, là phải học cái cuốn đó, học lên từ điện từ. Tội là có mấy số, còn có bao nhiêu danh từ đó, một danh từ đó là nó nói về cái gì. Để mình đọc nó rồi biết là cái tội đó mình có hay không, để mình sám hối chứ. Trời ơi, hỏi mình toàn tiếng Hán rồi mà đóng luôn. Chính tôi đọc nhiều chữ tôi khổ biết nữa, phải không? Vậy mình sám hối gì vậy? Biết đâu cái đó là cái tốt chứ, cái tốt thì mình đâu cầu sám hối. Cái tốt đó là mình để phụng hiến cho người ta, cái tốt đó là mình bố thí người ta, mà cái công đức của mình dành cho bố thí người ta. Mà cái đó mình không biết tốt hay xấu nữa, đi tự đâu có hiểu đâu, phải không? Mấy cái phương hướng sau này đó, tôi nói là nếu người nào mà có thể mà giảng á, giảng cái cuốn lại giảng từ danh từ chứ quý vị, thấy không? Vì thường tụng mà mình đọc ra thì mình cảm thấy mình có làm cái tội lắm, mình cảm thấy xấu hổ, mình mới sống hối, mới thực tâm, mình mới phát lồ ra cái này không biết cái tội gì nữa, đọc gì ai tội 3 tội 4 số 5 số 7 số gì lên cái đó, tôi thấy nó nhiều khi cái tâm mình nó không có lột được hết, không có sự tàm quý trong cái tội lỗi thì mình học cái lực của sám hối nó không có, cái lực quyết định nó không làm cái đó nữa không có, thấy không? Cái lực nam tạo tương tự tam bảo thì có, nhờ tam bảo nó ủa không biết nó muốn xin cái gì, người ta nó xin mình giải quyết cái nhân quả nào đây, đọc nó cũng không, nó đâu có tựa đâu một cái nhân quả nào để xin đâu,
À, lý do đó đó, nhưng mà mục đích sám hối của Đức Phật đặt ra quý vị tránh tất cả những bài sám hối. Bây giờ nào tới giờ từ Lương Hoàng Sám, từ Bi Thủy Sám, là Mục Liên Sám Pháp, rồi Đại Bi Thủy Sám gì vân vân, rồi Thập Bát Nhâm Sám gì, mà Dạng Phật Sám gì vân vân vân. Mục đích để làm gì vậy? Mục đích để trừ cái tội nào mà Phật muốn. Thực sự Phật đặt bài sám hối là muốn quý vị trừ một cái tội, mà cái tội này là Phật cần quý vị trừ, không phải tội khác. Từ từ cũng được, thấy không? Nhưng có cái mà Phật muốn cho quý vị trừ, thấy không? Quý vị biết trừ cho tội nào không? Tại vì cứu cánh của đạo Phật á, mình nói là cứu cánh của Phật, đạo Phật là cái gì? Là muốn cái gì đắc Phật quả. Cái tội nào ngăn chặn Phật quả là Phật muốn cái gì sám hối tội đó, đó. Còn cái tội mà ngăn chặn cái phước đức, Phật không để ý nhiều. Thấy không? Cái phước đức nó không có thì nó vẫn có cái phước khác, nó không thuộc thắng mặn thôi. Chẳng hạn như cái tội bệnh rời rời hoài, không khe. Thấy không? Trừ khi nào cái bệnh này nó ngăn chặn con đường tu như vậy thì Phật mới để ý. Thấy không? Nếu mà nhân cái bệnh này mà mình cảm thấy đời vô thường, Phật tăng vào này mánh đẹp, cho bệnh thêm. Cho bệnh thêm, vì bệnh thêm nó mới tu dữ, thì giờ nó giải thoát. Ông Phật, mục đích tất cả Phật tác thuận tất định cho mình nhằm mục đích làm gì cho mình? Để cho mình tâm Bồ Đề phát sanh tới mức cùng cực, và mình nắm pháp không buông để mình đi tới giải thoát. Cứu cánh Phật ra đời là vì muốn giải thoát cái khổ đau rốt ráo, chứ không phải khổ đau tạm thời. Tất cả cái sám hối của Đức Phật đặt á, nó có một năng lực, nó diệt rất lẹ một tội, là cái tội ngăn chặn con đường thánh đạo. Mở tội là tội gì biết không? Tội nào mà ngăn chặn con đường thánh đạo vậy nè? Làm biến à? Không, làm biến không thành vấn đề. Làm biến đối Phật không thành vấn đề vậy đó. Cái tội phạm giới. Tại vì có giới mới có là chánh định. Giới sai, cái định nó thành tà. Có giới á, nó mới có chánh huệ. Cái huệ là đối trị với vô minh. Thấy không? Thành ra tôi nói là cái con là gốc rễ là mình bị vô minh, mình mới tạo tác tội nghiệp. Nếu mà cái giới không chánh á, định thành tà, huệ thành tà. Thấy không? Đó, thành mà tà huệ tức là minh, vô minh. Mà vô minh thì tạo tác nghiệp trước. Thấy không? Thành ra tất cả những cái nghi thức sám hối á, quý vị đọc, nó diệt tội phạm giới rất lẹ. Bây giờ tội phạm rất lẹ, nhưng mà diệt cái nghiệp của quý vị thì chậm lắm. Thấy không? Thành tất cả mục đích mà Phật đặt cái kia đó, chánh đó, mục đích đó, để thanh tịnh giới thể của mình. Đây, ngũ giới thì thanh tịnh ngũ giới. Các thầy tỳ kheo thì thanh tịnh cái giới tỳ kheo của họ. Các sa di thì thanh tịnh giới sa di của họ. Người là Bồ Tát giới thì thanh tịnh Bồ Tát giới. Từ cái thanh tịnh Bồ Tát giới đó, nó vô cái ba là lục độ ba la mật nó mới thành tựu được. Từ cái chánh đó, để diệt cái đó đó, là diệt tội phạm giới là chánh. Thành ra vậy mà phạm giới đó, tội phạm giới nó lẹ mà hết tội lắm. Hết tội phạm giới lẹ lắm. Đây, còn chẳng hạn như diệt về cái nghiệp khổ, diệt chậm đó. Vì cái đó là cái đó đó, Phật đó là tối nhìn, cái nhìn của Phật á, cái nghiệp khổ nó không ngăn chặn thánh đạo nhiều, mà chỉ có anh giới nó ngăn chặn thánh đạo thôi. Thấy không? Biết là giới định tuệ đó là ba cái chân của Phật pháp. Thấy không? Giới sai thì định sai, tuệ sai, toàn bộ Phật pháp nó sai lầm hết. Tu tập không ra khỉ gì hết. Rốt cuộc là nó sẽ đọa lạc trong sự tử luân hồi. Thấy không? Còn mấy cái nghiệp hoặc khổ á thì nó bản thể của nó đó, đôi lúc nó là sợ. Đôi lúc nó làm cho mình bị cản. Thì Phật hỗ trợ thôi. Thấy không? Phật hỗ trợ thôi, hỗ trợ cho nó cản thì Phật thêm công đức của Phật để cho nó bị đừng có làm cho mình nhiều, tại vì Phật đang bảo vệ cho mình. Còn nó đang trợ, Phật cho nó tăng trưởng thêm. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ nó là ví dụ như Phật trình vô phải không? Nó bây giờ đã là người này quan trái với chồng của họ nên phải kết vợ chồng, nhưng mà cái lúc đó là nợ nần đã trả hết rồi, bây giờ lúc này nó rã ra nó mới tu dễ. Nợ nần đã hết rồi, khi rã ra tâm mình không có buồn khổ nữa. Khi mà chỉ còn quan trái nó còn nó rã ra đó, quan trái nó còn rã ra tâm mình nó cứ nhớ hoài. Thấy không? Mà quan trái nó hết rồi đi tính quay rồi mình cũng đi quay hai bên là mỗi người đi một đàn nhìn nhau không thể bắt đỡ, không có dây nào nó còn hết chưa á. Thấy không? Thì lúc đó đó cái tâm mình nó bây giờ, nhưng mà cái tâm mình đứng mà sanh ra đời đó thì cái ái dục nó tạo thành nghiệp thêm, thành ra sống một thời gian sao có tình cảm thì cái tâm mình nó cứ dướng như hoài. Cái quan trái nó hết rồi, đúng ra là xả ra không có sao hết trơn, nhưng mà cái tâm vẫn dứt không muốn xả, thì lúc đó bắt tác kia cho xả.
thì mình xả ra thì mình đau khổ chừng một lúc là từng cái bệnh sạch rồi, không có nhớ gì nữa, tại vì nó hết rồi. Còn cái bạn nói nó còn được nhớ hoài không có chịu buông được, nó bị khổ đại khái vậy đó. Thì lúc đó Phật tác thì nhìn vô là gần như là làm cho mình mất hạnh phúc. À, nhưng mà thực sự Phật biết là giai đoạn này là tác được rồi đó, tại vì thực sự nó không còn nợ nần quan trái nữa, thì cái thực sự chỉ ràng buộc làm cho người ta tu không được nữa. Thấy không? Thành thử ra là lúc đó Phật xả. Xả thì Phật tác cái duyên, hoặc là kinh tế, hoặc là tiền bạc, hoặc là gia đình, quý thuộc, chống trái với nhau, mà mình cảm thấy tự nhiên mình cảm thấy mình càng ngày càng khó chịu quá hơn, mình buông. Thí dụ vậy, hà tác về bệnh hoạn, cắt về tù ngục, cũng cứ chuyện hết. Thấy không? Để nó cái hạnh phúc mình nghĩ là cái hạnh phúc thật sự, thì Phật nói cái hạnh phúc này là cái giả tạm, phúc này là do nhân duyên quan trái nó tạo thành chứ nó không có gì hết trơn. Thành thử ra từ cuối cùng nó tan dở thì quý vị tu nó dễ. Thành ra tôi nói là cái lối tắt của Phật là mục đích tất cả mình đương tựa vào Phật pháp, thì Phật pháp sẽ tá pháp cho mình được hạnh phúc tạm thời đến một hạnh phúc thật sự, và cái cứu cánh của Phật pháp vẫn là cho quý vị một sự an lạc và hạnh phúc thật sự, tức là an giải thoát hết tất cả khổ đau trong cái cuộc đời và trong cái dòng sanh tử của mình. Thì đó, cái đó là cái mình nói là cái ba luật cái tam bảo. Tại sẵn cô này hỏi gì sám hối, tôi nói qua được tam bảo. Cái bài này mình không phải dạy qua được tam bảo, thấy không? Cái bài này mình dạy là mình làm cách nào, mình biết cái nào là cái vô minh để mình đừng theo nó, thấy không? Tại vì cái mình khởi tư tưởng thì mình mới làm động. Nếu cái tư tưởng mình đó mà tùy thuận, tức là đi theo cái là việc làm sai thì mình sẽ sai, còn nếu đi theo cái việc làm trúng, thì từ từ hạnh phúc nó sẽ đến. Tại nó là khổ đau do cái vô minh nó sanh ra, thấy không? Đó. Thành bây giờ đó, cái này là không, cái này là gọi là một sự tìm kiếm của Đức Phật. Thấy không? Đức Phật minh rồi thì em nói ra cho tôi tìm tới tìm cũng không ra, phải không? Đức Phật khi Đức Phật minh rồi đó, Đức Phật muốn nói nè, nếu mình tùy thuận được những cái này đó, nó gọi là thiện pháp để đưa mình tới giải thoát đó. Giải thoát khỏi khổ đau và được một hạnh phúc gọi là trường cửu an lạc đó, là những pháp này là luôn luôn phải nhớ trong đầu. Cái này nó gọi là cái chân lý của cái pháp nên né khổ là thứ nhất, là luôn phải nhớ cái vô thường. Vô thường nó có năng lực, nó dịch tham rất là mạnh. Phải nói là tất cả khổ đau là do anh tham, anh dính mắt, anh không vừa buồn. Thế nào mà trong nhân từ của thập vị nhân duyên nó gọi là cái chấp thủ. Chấp thủ là kiên cố cho cái gì làm thật có, không chịu buông nữa. Mà cái đó nó mất thì mình đổ vỡ, mình đau khổ. Thành ra cái tâm mà lúc nào cũng nhớ tới vô thường. Tức là làm cái gì để mà ráng nhớ tới vô thường. Vô thường là cái tâm, cái tư tưởng của vậy. Dù cho khởi cái an thì trước khi an cũng nói, an cũng là vô thường. Phải nhớ vô thường trước khi làm cái gì đó. Tức là để mình nhắc nhở, tùy thường mình làm khởi một cái động lực trước khi mình làm một cái pháp. Giờ trước khi ngủ mình cũng khởi là ngủ cũng là vô thường, cái tắm cũng vô thường, tức là đi cũng vô thường. Bởi vì khởi một cái động lực trước khi làm một cái pháp. Nó nói là khi mình khởi một cái tâm gì đó thì cái tâm đó nó sẽ hòa trộn với hành động của mình sau cái hành pháp. Đa số á là mình tùy thuận với tham, tức là tùy thuận với khổ đau, tùy thuận với cái sự sân hận, tùy thuận với sự si mê, tức là tà kiến, thấy bậy thấy bạ, cho là trúng. Rồi tùy thuận với cái sự ngã mạn, rồi tùy thuận với sự tập đố, rồi ghen ghét đành vân vân vậy đó. Thì mấy cái đó Phật nói là những cái tâm rất là xấu, không nên bao giờ mà nương vào nó mà hãi luôn luôn. Phật nói là sở dĩ khổ đau là tại vì người ta không thấy các pháp bản thể là nó vô thường, nó không thật có. Thành làm sao cái tâm mình muốn tùy thuận á, muốn cái tâm mà luôn luôn lúc nào cũng tùy thuận được nó, thì cái tâm nó phải làm sao? Cái tôi làm sao? Phải luôn luôn phải nhớ đó, nhớ cái tâm đó. Mà muốn nhớ cái tâm đó là phải làm sao? Ví dụ như mình nhìn cái này, chà nó ngon quá, mất cái vô thường rồi, là cái tâm được kia mình quên mất rồi. Không nhớ được cái vô thường thì đương nhiên mình mới nhớ cái tâm bậy. Thấy không? Mà muốn nhớ nó, mà lúc nào mà cũng để nhớ nó thì phải đặt cái tâm gì? Không phải là bây giờ thờ mà đọc cái tỉnh thức của cái tâm. Đức Phật là bậc giác, mà trong trước giai đoạn giác tức là cái tỉnh thức, tức là cái tâm mình lúc nào nó cũng sáng suốt, nó không bị những cái khác nó bay vô. Mình làm cái gì thì mình biết mình làm cái gì. Ví dụ như cái tâm mình nó khởi ra rồi mình nó bình tỉnh thức
Giờ tôi đang tỉnh thức, thấy cái tâm tôi, cái tâm tham tôi đang xuất hiện, nên tôi mới trừ được cái tâm tham này. Nhưng trời, nó ngon quá, quên mất rồi, thấy cái ngon thôi, thấy cái hưởng thụ thôi, quên mất cái tâm tham rồi, thấy cái tâm tham đang xuất hiện. Và tôi đang tỉnh thức rằng là cái này là tâm thuộc về nó đau khổ. Thấy không? Thật ra tôi phải tỉnh thức trong những cái tâm tôi nó phát lộ ra, nó càng hành động. Tại vì cái tư tưởng á, là mình có thể tập, mình control, điều khiển được nó. Nhưng mà vật chất thì mình control không có được. Mình muốn dùng cái gì, cái tâm mình nó đánh giá cái đó, rồi mình mới dùng. Thành ra mình có thể mình thấy được cái nguồn tâm nó chạy ra để mà mình chuyển chuyển quá nó, mình đối trị nó, thì mình sẽ ngăn được tất cả những cái hậu quả do cái này nó ngược vô. À, thành thử ra đó là mình tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tức là làm cái gì thì biết mình đang khởi cái tâm gì để mình làm. Ha. À, thì cái thực sự là cái pháp tỉnh thức là cái pháp chung cho tất cả Phật pháp. À, tức là làm cái gì cũng trong cái ý mình muốn làm, tại nó là tất cả thập pháp giới và tâm chúng sanh nó sanh ra. Tâm chúng sanh á dính vào tham thì sanh ra trong ngạo quỷ. Tâm chúng sanh dính vào sân thì sanh ra trong Atula. À, đấu tranh. À, tâm chúng sanh dính về vô minh tà kiến á thì sanh ra trong cái lỗ súc sanh. À, tâm chúng sanh dính về ngã mạng á, à, thì sanh ra chư thiên quỷ thần. À, trong chúng sanh mà dính vào cái sự thương yêu, cái sự nghĩa là hy sinh, cái sự phụng sự, à, thì sanh ra trong cái các loại Bồ Tát. À, trong chúng sanh mà dính vào cái pháp là vô thường, vô ngã, đó, thì sanh ra bậc thánh, tức là sanh ra cái loại A-la-hán. Là tất trong tất cả các loại giới đó là do cái tâm của chúng sanh nó dính vào trong cái chân lý nào. Mình muốn là cái tâm mình dính vào chân lý nào, ít nhất mình phải biết là cái tâm mình nó đang vận hành ra như là như thế nào. Thấy không? Như mình muốn mình sanh vào địa ngục thì mình ráng vận hành tâm tham cho nó nhiều. Thấy không? Tham ăn thì sắc sanh, tội lỗi tùm lum tùm la. Cái tham danh lợi thì đè bẹp, nói xấu, biêu riếu là ra để đè ác người ta xuống, sanh ra bao nhiêu cái nghiệp. Thấy không? Phật nói nè, mấy cái năng tâm này nó toàn là những cái tâm tạo tác sanh nghiệp không à. Thấy không? Thành ra cái tâm để mà xả bỏ những cái tâm tham, thả bỏ tâm sân, thả bỏ những tâm gọi là si mê muội là cái tâm tỉnh thức trong sự vô thường của các pháp. À, trời, cái tâm đó có gì thấy nó dễ không? Nó dễ không vậy? Ở đây hồi nào giờ có ai thấy vô thường không? Hay là tới chừng mình bệnh quá, hay là mình đang khỏe quá, rồi giờ mình bệnh nhưng mình cảm thấy vô thường. Có lúc đang khỏe mà đâu thấy vô thường đâu. Thấy không? Hay là cũng như Việt Nam đó, hồi xưa đó mà rước cộng vô là những người rất là giàu, chợ lớn rồi tự nhiên cộng vô đổi tiền nó bạc không có đồng nào mà thấy vô thường. Nó đi tới tình trạng cực độ rồi mới thấy vô thường, phải không? À, còn vô thường mà từ nó sinh diệt từ chút một thì chưa thấy. Thấy không? Vô thường nghĩa là ai luôn luôn mình cho là thường. Hay vì nó hoàn toàn nó nghịch với cái thường thì bây giờ mới cho là vô thường. Thấy không? À, còn nó đang bị chuyển quá từ từ nó đang hoại từ từ đến biến thành cái khác thì bây giờ không thấy. Thấy không? À. À, thành ra bây giờ muốn tỉnh thức vô thường thì phải tập. À, nó nói là tập cái tâm, hay nó gọi là thành thường niệm vô thường. Người ta cái cách luyện tâm á, ta luyện một cái tâm nào á, cái tâm mình là mình có thể tu luyện được. Chính Đức Phật nhờ tu luyện ngày vượt hết tất cả khổ đau, ngày nhìn các pháp như thật, cái pháp nó trở thành bản thể của ngài, nhìn cái nào cũng thấy vô thường hết trơn á. Ngày nào nhìn cái nào cũng thấy vô ngã hết trơn đó bạn ạ. Thì ngài tập cái tâm, ngài tập cái lối nhìn, ngài quân tập luyện cái tâm của mình. Cái khổ đau này nó vật chất thì mình chuyển động nó không được. Ngay cái đẹp của cái hoa mình chuyển động cũng không được, cái xấu cái hoa mình chuyển động cũng không được, mùi thơm của một vật mình chuyển động cũng không được, và mùi hôi của một vật mình chuyển động cũng không được. Nhưng cái tâm mình đặt được. À, cái tâm mình tập cái là mình nhìn một cái pháp mình tập được. À, Đức Phật nói là muốn mình, nếu mình lệ thuộc bằng cái màu sắc ở ngoài, bằng mùi hương ở ngoài, hay bằng sự cảm xúc ở ngoài, tức là sắc thanh hương vị, bằng cái gì ăn uống ở ngoài, thì mình sẽ bị cái ở ngoài nó chuyển là mình bị đau khổ. Còn bây giờ nếu mình điều chỉnh được cái tâm của mình, mình control được cái tâm của mình, hay để mình chuyển hóa cái tâm đó thấy theo đúng cái nhận thức mà Đức Phật đã thấy, thì mình sẽ hết đau khổ. Nhưng mà có cái đó, cái tâm này đó là nó vô tướng, nhưng mà đập được hay không thì mặt nó đập được. Đập được nha, chứ thành ra mình mới tập. Nếu mà tập không được thì đâu thì Phật đâu có dạy gì. Thấy không? À, việc muốn tập thì
sao? Muốn tập thì sao? Thí dụ như cho nó bây giờ chỉ tập vô thường à, thì đầu tiên là tôi phải nói về cái vô thường cho quý vị nghe, một vài thí dụ vô thường cho quý vị nghe để quý vị có một cái khái niệm gì vô thường trong tâm cái hả? Ít nhất phải hiểu cái đó là cái gì. Nó thật ra vô thường trở thành cái pháp à, vô thường mình nói là một cái gì nó có à, rồi bắt đầu nó lại mất à, thì khi mà cái trạng thái nó có nó mất đó thì nó gọi là nó biến diệt, nó biến diệt, nó biến, nó diệt mất, thì còn đáng đó gọi là vô thường à, thường thường vô thường nó trải qua bốn giai đoạn là thành trụ hoại không à, nghĩa là nó thành một cái pháp à, rồi nó thấy nó tồn tại một thời gian à, gọi là trụ, rồi sau bắt đầu nó xích mẻ, rồi nó hoại từ từ à, rồi cuối cùng nó trở thành ra không phải là nó nữa, nó làm cái gì khác hoàn toàn thì nó là không. Ta phân tích tướng vô thường tất là bốn cái khi mình hiểu, nhưng mình có một khái niệm vô thường rồi đó, là giờ mình muốn cái vô thường này nó trở thành ra cái tâm mình tu luyện, thì cái thứ hai mình phải tập á là phải tập tâm niệm à, cái vô niệm vô thường gì đó, vô niệm thật vậy đó à, à mô như là Phật, nó mô như là Phật à, niệm là một hình thức à, để tập định, tức là cái tâm nó tụ vô một cái pháp nó không có mất. Niệm là cái cơ sở đầu tiên của định, của định. Thành nói vậy, niệm Phật, niệm thời gian vô nhập vô tâm hồn niệm Phật, nó là trạng thái của định. Nếu mình niệm cái niệm nó kiên cố à, mà nó hoàn toàn sức mạnh, nó mạnh đến nỗi là tất cả các duyên của dòng tưởng không tấn công nó được nữa thì nhập vô tâm hồn à, mà cái tâm mình nhập vô tâm hồn thì cái tâm nó thường hàng trước mặt mình, nên cái nào nó hiện ra mình cũng thấy vô thường hết trơn đó. Rồi mình niệm thì lúc mình niệm đó thì mình còn nhớ à, cái hàng như tôi niệm màu vàng, thì tôi nhớ cái tướng vàng trong đầu tôi. Cái khi cái niệm tôi vừa chợt tắt, tôi nhìn cái này thấy ly nước, cái niệm màu vàng nó biến mất. Thấy không? Cái tâm tôi lúc đó là nó duyên vào nhận thức, mình đã thấy là nước. Thấy cái niệm đó thuộc là nó duyên vào cái ý thức, nó thấy màu, tôi gọi tôi nó màu vàng, rồi ý thức tôi nó hiện màu vàng. À, nhưng bây giờ cái tiếng niệm nó vừa biến mất, cái tâm của tôi nó không duyên vào được cái âm thanh là cái tiếng niệm vô thường nữa, màu vàng nữa. Thì lúc đó cái tâm của tôi nó mới mật nhãn căn tôi nó mở ra, tùy theo nhãn căn của tôi nó dính vào đâu thì cái tâm tôi duyên vào đó. À, chẳng hạn như lúc đó tôi nghe tiếng bùm bùm cái tai tôi nghe bùm bùm, thì lúc đó tôi quên mất cái màu, tiếng màu vàng đi, tôi nghe cái bùm bùm là bất kỳ cái bùm bùm nó trở thành là cái thanh trần, nó tác dụng vào trong nhận thức của tôi bắt đầu nó không nhận à, và khi cái tâm mình nó một lúc nó hoạt động chỉ có một tâm thôi à, khi mà nó ra nhớ tới cái tiếng là bùm bùm á, tức nó đang niệm và âm thanh thì nó quên cái niệm màu vàng, thấy không à, à mà trạng thái mà từ niệm này chuyển niệm kia liên tục gì đó, nó gọi là trạng thái tâm nó tán loạn, nó không vào định được. À, mà cái trạng thái đau khổ người ta đó là người ta không tập để mà trụ được cái tâm vào cái gì người ta muốn. Thành ra nói là mình bị tất cả những cái vật xung quanh nó ảnh hưởng cái tâm mình và mình lệ thuộc hoàn toàn vào nó, nên mình bị nó cột trói. À, quý vị muốn giải thoát giờ cái tiếng động cách mấy đi, tôi không có nó ảnh hưởng tôi thì nó không ảnh hưởng được, thì tôi mới là con người không bị âm thanh cột trói, tôi mới vượt được cái cột trói của nó. Thấy không? Đó, thành ra cái niệm phải tập thành lực. Thành ra trong cái kia nói là quý vị muốn chân lý, muốn cái minh nó trở thành lối sống của mình à, thì cái minh đó nó phải tập thành, nó có một cái lực à, mà cái lực đó là đầu tiên mình thấy mà cái minh đó thì mình không có biết, nhưng mà Đức Phật biết, Đức Phật giảng lại. Nó sợ gì khổ đau là tại vì mình không thấy là các pháp nó không thật, không chấp thật, nó sinh diệt, nó vô thường. À, bây giờ mấy cái không thật thì nó quá khó để nói cái sinh diệt vô thường nó dễ, ai cũng hiểu à, còn tánh không thì nó khó lắm. Tánh không là mình phải học nữa, nhưng mà cao thì bắt đầu tập thêm cái đó. À, thì bây giờ mình niệm vô thường lúc mình niệm vô thường mà cái tâm mình khó khái niệm của vô thường làm cái gì rồi đó, thì khi niệm vô thường tự nhiên mình hiểu rồi, vô thường là gì vậy. Niệm hoài niệm riết cái tâm mình trụ được á, cái tâm mình nó có cái lực, thì lúc đó cái lực đó nó trở thành định. Mà định rồi thì mở mắt nhắm mắt gì cái tướng vô thường nó vẫn hiện, thì lúc đó cái tâm mình nó trở thành ra là luôn luôn mà nói là tất cả thế gian cái gì cũng là vô thường. Tại mình nhìn cái hoa cũng vô thường, mình nhìn cái ly cũng vô thường, mình nhìn danh vọng cũng vô thường, mình nhìn tiền bạc cũng vô thường, mình nhìn sức khỏe cũng vô thường, thì không có cái gì mình dính mắt nó, tại vì cái nó là thường trụ, mình mới cầm nó được, nắm được, mình thấy nó dí hoài thì cầm nắm chỗ nào, thì tự nhiên cái tâm nó từ từ nó xả. Thấy không? Nó xả thì trong Phật nói là cái tham và cái chấp thủ á, là hai nguyên nhân khiến cho mình bị đau khổ à, mà cái tâm mình không có hai cái này nữa thì mình không có đau khổ nữa à. Bây giờ ai đau khổ về cái gì đâu, đưa tay lên coi. Người đau khổ về bệnh, về chấp thủ thân không bệnh là mấy cơ sở à, người đau khổ về tiền
à, thì chấp sổ là bao nhiêu tiền đó là hạnh phúc. À, 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 người đau thủ về nghĩa là mỗi người có một lối chấp thủ. À, mình cảm thấy là à, tiền nó cũng vô thường, lúc nó đã có, hay là cái bệnh lúc nó phải, mình thấy nó vô thường nên mình không có dướng vào nó nữa. Không phải là bệnh hoài, nó là vô thường nên có bệnh rồi nó sẽ hết bệnh. Thấy không? À, luôn luôn á. À. Rồi sau khi mình thành tựu rồi đó, mình mới áp dụng vào. Nếu mà nó chưa thành bản thể của mình thì mình sẽ không thấy nó bình thường xuyên. Thì mình áp dụng cái sự tỉnh thức của cái tâm. Nên tôi thí dụ cái vô thường thôi, rồi quý vị sẽ tập những cái tâm khác. Đó gọi là tùy thuận theo cái sự giải thoát. Còn hồi tôi nói một mớ cái tâm giải thoát cho quý vị. À, giờ mình nói là cái tập thôi. À, thành ra bây giờ mình muốn cho tỉnh thức trong các pháp. À, mà cái pháp nó tùy thuận với chân lý, tức là từ cái thiện ra, tức là mình nhìn cái gì mình cũng thấy vô thường. À, cho nên bây giờ mình cái hành nam bây giờ một cách tập của mình á, để cho nó tỉnh thức, mà muốn tỉnh thức nó phải nhắc nó. À, à, nhắc nó thì nó bắt đầu nó mới thức tỉnh. À, cái đam mê mình đặt vô không phải thì nó mới tỉnh. Thành ra ví dụ như mình tắm. À, tức là mình đem gáo nước trước cho sói, tức là trước khi làm hành động gì thì hãy khởi tâm vô thường trước hãy làm. À, bây giờ trước khi nhìn cái hoa thì khởi tâm vô thường đã nhìn. À, cái vô thường nó nhắc nhở là cái hoa là có tướng vô thường. À, đó là một cái tập hoài sau này nó sẽ một có cái nhìn chân lý trộn vô trong tất cả những các pháp của mình. À, đó. À, khi cái mình hiểu được cái vô thường là cái gì thì cái pháp dầu nó có sanh nó cái gì. Vô thường thì có nghĩa là không phải là một sự đau khổ nha. Cái vô thường đó chẳng hạn như hết khổ rồi tới vui. À, hay là bây giờ mình hết vui rồi tới khổ, có nghĩa là nó cái trạng thái nó nghĩa là không phải là hoàn toàn là khổ mà có nhiều khi là hạnh phúc. À, rồi nhưng mà tại vì hạnh phúc nó sẽ hết nên cuối cùng là đau khổ. À, trong cái kinh điển của Đức Phật nói cái khổ này là cái hành khổ đó. À, tức là do cái khổ do biến diệt của cái pháp mà mình giữ hoài không được. À, tức là tôi nói cái cách đó, cái tâm mình tu luyện á mà muốn hết khổ đau đó, cái tâm mà tu luyện đầu tiên mà tương đối cái chân lý này nó gần gũi với mình mà nó dễ nhất là cái vô thường. À, phát giác cái vô thường thì tâm tham sẽ mất. Trong tứ diệu đế, tham dục là nguyên nhân của tập đế. À, sanh rồi sanh khiến cho mình sanh để luân hồi. Nếu mà cái chân này mình mất á thì giải thoát. À, 37 phẩm trợ đạo mục đích thì tiêu diệt cái dục thôi. À, mà lúc nào mình lấy cái vô thường. À, mình lấy cái vô thường để mình là thành cái niệm của vô thường, thành cái lực của vô thường thì từ từ cái tâm tham nhiễm, cái tâm nhiễm từ từ nó mất. À. À, trong thập nhị nhân duyên ha. À, ái cũng là một cái mối để cho mình sanh tử luân hồi. Chấp thủ là một cái nhân duyên của sinh tử luân hồi. Chấp thủ là một cái trạng thái cao cấp của cái trạng thái tâm chấp ngã. À, thường thường á mình sống á, à, là cái phạm vi của mình bị ràng buộc. À, ràng buộc theo cái lối nhìn của mình, theo lối nhìn trong gia đình mình, theo lối nhìn trong cái xã hội mình, theo lối nhìn của cái loài người. À, thì thực sự ra thế giới nó rộng rãi, nó bao la, vượt ra ngoài gia đình mình, vượt ra ngoài cái xã hội mình, vượt ra ngoài quốc gia mình. À, nhưng mà mình bị khóa lại trong cái mình gọi là trong gia đình, cái mình gọi là trong quốc gia, cái mình gọi là trong xã hội. À, giờ khi mình bị phá bỏ trong phạm vi đó thì mình không chấp nhận những phạm vi khác ở ngoài. À, à, thì cái trạng thái đó là trạng thái chấp thủ. Chấp thủ là giới hạn cái tâm bao la rộng rãi của mình như hư không trùm khắp mười phương thế giới của mình lại trong một phạm nhỏ xíu à. Tức là mình cột nó trong một cái khối nào đó. Nếu mình cột nó trong chồng con của mình thì sẽ chết, mình làm sao để mình tái sanh lại cũng lòng vòng trong chồng con của mình à. Nếu mình có là con ma thì con ma cũng con gia đình đó. Nếu mình làm là mình nghiệp mình không sanh làm con người mà sanh làm loài thú thì cũng sanh làm con mèo con chó gia đình đó, chính mình cột rối mình vào trong cái đó nên đi không được, thấy không? Ngay cái mình chưa thiên rồi thì cái tâm cũng nhấn mắt vô đó, nó xuống dưới lo độ gia đình đó. Thành thử Phật nói rằng là cái nguyên nhân khiến mình đi không được, mình bị trói buộc là chính cái tâm mình nó không giải khai, nó không có giải thoát cho mình được, thấy không? Ví dụ gì muốn giải thoát được thì sao? Hả? Đúng rồi, không dướng mắt nữa. À, không dướng mắt nữa thì phá được cái chấp thủ phải không? Nhưng mà trong này tôi nói là không dướng mắt vào cái gì. Không dướng mắt nữa dễ quá rồi. Cái quan trọng á, mình biết là mình đang dướng mắt vào cái gì và không dướng mắt vào cái gì. Ha, để cái tâm mình nó thoát được cái đó. Phải không? À, cái quan trọng á là sao chứ không dướng mắt á. Phải không?
cái để nó nói đó, cái này là cái lý thứ hai mà Đức Phật tìm ra cái đau khổ. Phật nói đó, mình vướng mắc vào cái ngã và cái ngã sở, ha, cứ hạn buộc cái ngã mình rồi mình thấy có gia đình của mình, mình không chấp nhận một cái gia đình theo quan niệm khác, ha, dân tộc hoặc dân tộc của mình không chấp nhận một dân tộc khác, ha, thì luân lý đạo đức, luân lý đạo đức của quốc gia của xã hội đặt ra như vậy, không chấp nhận một cái luân lý đạo đức của một gia xã hội khác, ha. À, mà chính vì khi mà cái tâm như vậy đó, nó tầm ra nó có cái sự so đo phân biệt giữa hai cái này cái kia, mà cả một cái thế giới nào nó không có theo tùy thuận theo mình, tại cái mình thấy mình có là cái nghiệp của mình nó hiện ra, nên mình không có thể nào mình tự chủ để mình vượt qua được nó, mà phải lệ thuộc vào người ta, ha. Mình lệ thuộc vào người ta nên mình không có thể xé được, chỉ có một cách mình phải mở rộng nó ra, mình không xé được nó, vì cái nghiệp nó tạo thành thân không thể xé được nó. Thành bây giờ trong gia đình thì mình nới rộng qua tới xã hội, trong xã hội mình nới rộng qua tới quốc gia, trong quốc gia mình tới họ tới cả một cái quả địa cầu, trong quả địa cầu mình nới rộng ra tới cái lục đạo chúng sanh. Cái tâm mình phải nới rộng ra, thì cái tâm mà đi vào đầu tiên đó, mình nói cái tâm dễ nhất đi, là đừng nhín mắt vào cái bản ngã của mình nhiều, ngã và cái ngã sở, tức là cái gì mình gọi là của tôi. Cái hàng như tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy, tôi cảm thấy, tôi có cái quan niệm như vậy, thành chấp thủ, tức là lấy cái gì giữ nó cứng nhắc không buông, mà lý do tại sao giữ cứng nhắc không buông là tại vì anh ngã, anh nghiệp của anh ngã, anh cho cái đó là thật có. Thực sự ra quý vị giải được cái tướng là cái pháp không thật có thì cái ngã nó sẽ mất. Nhưng mà cái pháp không thật có đó là cái giai đoạn gọi là Đức Phật giác sau này nữa, là cao hơn là cái thằng ngã nữa. Bây giờ tạm thời mình giải quyết ngã thôi. Nhưng bây giờ muốn giải quyết khỏi chấp thủ ngã thì thằng ngã có bao nhiêu tướng để chấp thủ? Ngã bao nhiêu tướng chấp thủ? Học 5 năm mấy khóa rồi. Nói chung nè, ngã thì nó vô số phải không? Nhưng mà Phật nói là có những cái này mình nên biết, nó sanh ra phiền não, nó sanh ra khổ đau là ngã tham nè. Khi mình có tham tức là ngã đang xuất hiện, ngã sân nè, ta đụng chạm mình mới sân chứ, chứ đụng đập cây gỗ, vô đụng đá, ai mà đụng chạm cái cục gỗ hay cái nền nhà mà nó có giờ sân, mình sân là tại vì nó đụng chạm tới mình, thành ra tướng ngã xuất hiện trong sân, tướng ngã xuất hiện trong tham, đó gọi là ngã tham, ngã sân, ngã si tức là cố chấp một quan niệm, tức là mình cái quan niệm chữ hiếu á, thì mỗi quốc gia quan niệm mỗi khác, thấy không? Mình lấy quan niệm của chữ hiếu của Mỹ đó là mình áp đặt vô trong Việt Nam thì mình sẽ thấy đau khổ đó. Mỹ tới già là con ba mẹ nó gửi vô bộ những cái gì hết trơn đó. Bao hiếu của nó đó, thấy không? Đa số vậy, như 100 người thì nó 80 người làm cái quan niệm xã hội của nó mà. Còn mình á, là phải đem cha mẹ về nhà nuôi nấng này, chăm lo là gần gũi săn sóc, là cái quan niệm đó. Hồi xưa Hawaii đó, cha mẹ về già đem lúc cây rung cho cha mẹ rớt xuống chết, là báo hiếu. Ấy già quá, khổ quá, bệnh hoạn hoài, sống đâu có sướng gì đâu. Sống thân thể phải lành mạnh, phải khỏe mạnh mới hưởng thụ nữa mới sung sướng chứ. Thấy không? Chứ thành đó nó nói rồi, đem cha mẹ lên thường thường 8 tới chừng 60 mấy tuổi là nó đem cha mẹ lên cái dừa đó. Thấy không? Cái đầu nó lên trển được cho ôm đỡ nó dưới này nó rung khoảng chừng 10 phút. Đem cha mẹ không có rớt xuống á thì nó đeo lên đem xuống nuôi nặng lại. Nó còn khỏe không? Còn hưởng thụ được, còn hạnh phúc được không? Còn không thì rớt xuống chết cho rồi. Không chứ bây giờ sống chi mà ăn này ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không có gì, đau khổ đủ thứ hết. Theo quan niệm đó là hiếu của nó, theo quan niệm của nó, thành ra mình chấp thủ cái bản ngã, nó chấp thủ tà kiến đó, nó gọi là cái kiến chấp. Người ta phải chấp thủ kiến chấp thì không quan niệm là trúng, không quan niệm là hoàn toàn trúng mà không quan niệm là hoàn toàn sai hết trơn á. Nó xuất hiện là tại vì theo cái giáo dục của xã hội gia đình thành ra cái quan niệm. Hay mà mình còn chấp thủ vào cái quan niệm, tức là chấp thủ vào cái kiến chấp đó thì sẽ đấu tranh. Mình khổ sở là tại vì con cái mình nó quan niệm khác mình, mình không muốn vào những cái chuyện mà hay là muốn vào nhà dưỡng lão mà nó cứ đưa mình vào. Thấy không? Cảm thấy là cái này là mấy người Mỹ giữa tiểu phú tỷ phú thì già nó cũng vào trống à. Thấy không? Nó có gì đâu, nó sao, tại sao nó chấp nhận được mà chấp nhận không được, tại vì cái quan niệm nó vậy. Thấy không? Thành thử ra là nó là cái ngã gọi là ngã kiến. Gọi là ngã kiến thuộc về cái si mê. Nó gọi là một cái sự chấp thủ về quan niệm. Mà thực sự đa số mình á dính thử chấp thủ quan niệm rất là nhiều.
chấp thủ quan niệm mà sanh ra những cái ý thức hệ khác nhau, những ý thức hệ cộng sản, ý thức hệ tư bản, ý thức hệ phong kiến, ha, rồi đấu tranh toàn cầu là chủ trương về chấp thủ về quan niệm, thấy không? À, cộng sản nó đánh với tư bản, rồi bên này chửi bên kia, bên nào cũng có lý luận của nó hết trơn á, thấy không? À, trong gia đình quý vị cũng vậy, à, người chấp thử món cay là ngon, người chấp thử món mặn là ngon, cũng có chuyện nữa. Thành ra nghĩa là mình chấp thủ đủ các diện hết trơn á, mà cái nghiệp mình á, vì cái nghiệp mình á nó tạo mình thành ra một sự chấp thủ riêng của mỗi người. Cái đó là tướng ngã xuất hiện, thấy không? À, khi có cái đó là mình biết là ngã, mình đừng dính mắc đó. Cái tâm mình hãy bao dung, hãy nới rộng ra, mình chấp nhận để mình hòa đồng những cái bản ngã khác thì cái ngã mình nó mới mất được. Còn cứ giữ để mình đấu tranh hoài thì tức là mình kiên cố và chấp thủ thằng ngã không có buông, thấy không? Chẳng hạn như mình tham cái món quá mình kiên cố mình không buông, giờ nới rộng ra, rồi mình chấp nhận những cái tham người khác xâm phạm vô cái tham của mình, bởi vì cái tham của mình là cái ngã của mình, nó tạo thành thấy thôi. Thì chị mình thành ra có nhiều người thích qua thì chỉ có thích qua thôi, mà cái khác không thích, thấy không? Thí dụ gì vậy, thấy không? À, thì ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạn. À, ngã mạn là cảm thấy mà gọi là mình ngon hơn người ta, hay là mình cảm thấy mình thua sút người ta. À, còn nó có hai trạng thái gọi là ngã mạn, tức là nó gọi là tăng thượng mạn và ti liệt mạn. À, đây là cái sự so sánh, về hoặc là sắc, tức là về hình sắc, hoặc là so sánh về danh vọng hoặc là tiền bạc hay là trí tuệ, và cảm thấy là mình hơn, mình lấn nước người khác hay người kia. Thì ngã mạn này nó làm cho mình đau khổ. Nó nói là cái nhìn không có trúng, cái ngã nó không khó. Mà khi những cái tướng này xuất hiện á, thì mình biết là ngã nó đang nằm. Tức là mình chưa nới rộng phạm vi để mình diệt nó được. Thành ra mình phải nhận dạng được nó, tao nói là muốn giết một cái gì phải nhận dạng được nó. Mình thấy nó đang xuất hiện, rồi đó mình mới áp đặt cái niệm vô thường vô, hay là mình áp rồi đặt cái niệm nó là bản thể nó không có thật, không có gì nó là thật, cái ngã này nó không có thật, nó không có trúng. Tại sao mình có cái này mà người khác có cái khác, hay là cái này nếu mà mình có cái này là thật của mình thì tại sao mình còn có cái khác nữa? Thì mình cảm thấy nếu mình có hai ba cái như vậy thì cái nào là cái ngã thật của mình? Thí dụ vậy đó, mình dùng mỗi lý luận để mình học, mà Phật thì dạy nhiều cách đó. Tại tôi đã phân tách cái nền tảng thôi, còn cái học thì mới triển khai thêm. Vì phải nó là muốn giết giặc, mình phải tìm được tên giặc để giết. Mà muốn diệt ngã thì phải thấy là ngã xuất hiện bao nhiêu cách. Thấy không? Bây giờ ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạn, ngã nghi. Nghĩa là con nghi ngờ. Nghi ngờ thì có ngã nó mới có nghi. Rồi ngã kiến là tà kiến, tức là nó là năm cái tâm phiền não chánh của thế gian thì Phật đặt ra. Nó gọi là cái tướng xuất hiện của bản ngã. Người nào mà sanh ra đời thì năm bản ngã này đi theo. Muốn diệt được thằng ngã này và ngã sở là từ năm cái bản ngã này mới sanh ra ngã sở. Tôi tham ăn nên tao có thấy là món ăn này của tôi, không cho ai hết. Thấy không? Tôi tham danh thì cái chiếc giám đốc là của tôi, đụng vô là có chuyện rồi. Thấy không? Cái nhà này là nhà của tôi. Thấy không? Đó là thành ra ngã sở. Ngã sở là từ cái tướng có năm thằng ngã kia xuất hiện trở thành ra cái ngã sở, thì mình bị mấy cái nữa ra nó cột rối mình. Thấy không? Bây giờ muốn diệt thằng ngã đó thì đầu tiên á, làm việc bằng tướng vô thường. Thấy cái gì cũng là vô thường, thì những tâm tham nó giảm bớt. Cái sân nó cũng là cái vô thường. Cái người đó có thể lúc chọc cho mình giận thiệt, nhưng nó lúc mình té, hay là lúc mình thiếu tiền nó giận cho mình mượn. Thì lúc đó mình thương mến đó, cái sân nó cũng đâu có gì là thật đâu. Nếu mình sân ngay lúc này, tại sao lúc trước mình còn thương nó? Thì thực sự nó là dính vô tướng vô thường, thì mình nhớ cái thương trước để mình xả bớt. Cái là quý vị làm sao xả bớt thằng ngã được bằng tướng vô thường. Hãm lực lượng của thằng ngã được bằng tướng vô thường. Thành ra khởi cái gì cũng niệm vô thường thì ngã nó phát sanh không đủ lực. Nó không đủ lực để cột rối mình nữa. Thấy không? Bây giờ khi tới cái ngã mà nó không cột rối mình nữa đó, thì đặt tới cái pháp vô ngã. Mà cái pháp vô ngã này thì tôi đã giảng trong cái tứ thập nhị nhân duyên, rồi, hay là tâm tứ vô đế rồi, và tôi không nhắc lại, tôi giảng theo đại thừa. Bây giờ quý vị muốn, sau khi mình hãm thế lực của ngã rồi, tức là ngã tham, ngã sân, ngã si không có, thì cảm thấy là ngã có hai cách. Cách thứ nhất là mình tập cái chân lý để thằng ngã nó không có đủ cái sức để nó hàng phục nữa, là chân lý của vô thường, thường niệm vô thường thì ngã từ từ nó diệt. Cái thứ hai là dùng giới.
giới là cái gì nó hạn buộc, không cho cái tham phát sanh, không cho cái sân phát sanh, cái thằng si phát sanh, là cái những người đó họ không chịu luyện tâm thì Phật đặt ra giới. Giới là đức thô, bởi vì có giới rồi đó thì người ta mới luyện tâm dễ. Định là thức luyện tâm, muốn định thì phải làm niệm là thức luyện tâm. Nhưng mà giai đoạn đầu tiên là quý vị, mà người nào làm biến luyện tâm á thì phải giữ giới. Giới là nó ngăn chặn lại, không cho tham. Thấy không? Chẳng muốn trộm cắp tay thò vô nó, mình đang giữ giới trộm cắp không được, bỏ cái tham này đi, nó hạ bớt cái thằng tham lên. Thấy không? Nó là một trạng thái thô, nó phải là trạng thái luyện tâm, nhưng mà trạng thái chuẩn bị để cho quý vị luyện tâm. Thành ra nó là bước đầu của bước độ luyện tâm. Nó là giới là cái bậc thềm thứ nhất để tập định, tức là luyện tâm. Thì có hai hình thức, hoặc là quý vị niệm vô thường, tức là quý vị đang tập định, tập định để quý vị cảm thấy là tham nó phát sanh, mình tỉnh giác nó, là mình tỉnh giác nó bằng lúc nào mình cũng khởi cái tâm nó đi trước hành động của mình. Chẳng hạn như mình muốn nhìn thì đừng có nói là tôi nhìn gì hết trơn, muốn nhìn vô thường là nhìn.